Tên Dương Văn Khang. Dương Văn Khang hả? Dạ. Em hiện nay đang ở đâu? Em đang đi làm ở Bình Phước. Bình Phước hả? Em quê quán ở đâu? Em ở tỉnh Tây Ninh. Trà Vinh. Em người Kinh hay người Khmer? Người Khmer. Người Khmer hả? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Em 19. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy em? Dạ, tìm mẹ ruột của em. Tìm mẹ hả? Em cho anh biết là mẹ em họ tên là gì? Mẹ em tên là Sơn Thị Sao En. Đọc lại đi. Mẹ em tên là Sơn Thị Sao En. Mẹ em nhiêu tuổi rồi? Mẹ em năm nay đến 40 không? Sinh năm 184. À, ta 40. Anh đoán đúng ha, anh nhìn mặt, anh đoán hình là hay thật. Đúng không? Rồi, em được mấy anh chị em rồi? Nhà em được hai anh em trai. Dưới là còn em gái hả? Dạ không, hai người. Em trai hả? Em của em còn học không? Dạ nghỉ đi làm chung em. Ồ, hai anh em làm chung luôn hả? Rồi ba và mẹ em thời gian trước thì làm việc ở đâu? Lúc trước ba mẹ em làm việc ở nhà đi làm lúa. Làm vườn, làm ruộng ha? Dạ. Ba mẹ em là ở quê, mấy em là có nhà không? Em đi làm ở thành phố. Không, ở quê nhà mình có nhà ở không? Dạ có. Nhà của em hay nhà của ai? Nhà ba mẹ hay nhà của Nhà ai? ba mẹ em. Tự làm đấy hả? Dạ. Nhà lớn không em? Dạ, nhà cũng lớn. Vậy là hai vợ ba và mẹ trong thời gian vừa qua là làm việc ở người quê, Dạ. đi làm vườn ha, làm ruộng. Nhà em là kinh tế ổn không em? Cũng không ổn cho lắm. Nhà em có đầy đủ tiện nghi không? Không không có nhiều. Không có nhiều ha. Ba mẹ em sống với nhau là có hạnh phúc không? Dạ có. Ba em có thương mẹ em không? Có. Ở nhà là em đi làm là bao nhiêu thời gian em về quê thăm ba mẹ một lần? Em khoảng nửa năm mới về. Lâu vậy hả? Em về thấy cái tình cảm ba mẹ dành cho nhau có nhiều không? Có gì nói chuyện cười vui, hát karaoke này nhậu này kia. Karaoke luôn hả? Ba mẹ karaoke luôn. Vậy ấy hả? Vậy là ba có đánh mẹ bao giờ không? Không, Em có thấy không? không có em. Mẹ có bao giờ nói chuyện là ba mẹ đánh nhau không? Không, mẹ không có nói gì Phải hết. không? Hay là mẹ giấu em ấy? Em cũng không biết nữa. Không biết luôn à? Vậy là ba mẹ có chửi lộn nhau bao giờ không? Em về là không thấy à? Mỗi lần em về quê được bao nhiêu ngày? Em cả từng. Về một tuần ha. Trong một tuần là em thấy là hoàn toàn là rất tốt đẹp. Em mới lên lại. Thế còn ngoài ra là em không biết ha. Vậy là đến giờ phút này mẹ của em ấy bỏ đi đâu rồi? Em cũng không biết nữa, giờ liên lạc không có được nữa. Mẹ bỏ đi lâu chưa? 6 tháng này. 6 tháng rồi. Trời đất ơi. Sao em biết? Ba em nói Bà nói sao hôm ba hôm nay về đây? ba mất đi làm. Ba cụ thể đang làm công việc gì em? Dạ, lắm điều. Lột điều à? Lột cho công ty hay là lột cho người ta mà không Cho về người được? ta Sao nghỉ một ngày về đây? tại lãnh của người ta nhiều quá, buồn quá đi bỏ của người ta sợ ấy. Bỏ là người ta cũng không cho làm nữa hả? Mình sợ mất việc ha? Vậy là từ trước đến giờ gia đình em đã tìm mẹ ở đâu rồi? Em có tìm chạy xe đi tìm mà không có thấy. Mẹ em ở nhà là ba em có chia sẻ là có hay nhắn tin gọi điện cho ai không? Lúc trước có dì Năm ruột là dì Năm của ba em á, là đi lên làm trên Bình Dương á, có quen ông ở Vĩnh Long rồi mới là quen cỡ năm á. Lúc đó là cũng gia đình thân với nhau hết rồi rồi mới đi về nhà em ở dưới chị Vinh á, rồi không biết làm sao nữa, nói người quen nhau đó có ai, người nhà trong nhà đâu có ai biết đâu. Rồi bắt đầu ở đó ba em đi làm ở gãy gần nhà đó, cái mẹ em đi ra rồi nói điện thoại nè, ông kêu rước mẹ em đi dù tới giờ luôn, Là ông ấy tên là gì em? là Nguyễn Ngọc Minh Huy Nguyễn Ngọc Minh Huy à? Ông ấy quê ở Vĩnh Vĩnh Long. Long. Ông nhiêu tuổi đấy em? Ông nói cỡ năm mấy gì Năm mấy à? vậy? Lớn tuổi à? Còn ba em nhiêu rồi? Ba em cũng bằng tuổi mẹ em. Vậy là ba mẹ bằng tuổi nhau 40. Còn ông năm mấy? Ông lớn tuổi rồi. Ông Đến là giờ phút này là ông đến ông rước mẹ em đi luôn hả? ông cho điện thoại mà em đó, ông dẫn đi luôn. Ông đó là dượng em mà, nó phải dượng ấy đâu, là Ông dượng luôn hả? Ông người nhà? không phải người nhà đâu mà tại quen dì em là dì ruột nữa. Hoặc là ông ấy chơi với dì em? Hay là người nhà của dì em? Là chồng của dì ruột của em. Ôi trời ơi! Thế bây giờ dì em đâu rồi?
Vì em ở Bình Dương á. Thế thì em bây giờ cũng mất chồng luôn à? Dạ. Trời đất quỷ thần ơi. Vậy cái thông tin này có đúng chính xác không? Dạ có. Đúng luôn hả? Dạ. Thế gì em nhiêu tuổi rồi? Vì em chứ. Lớn tuổi hơn mẹ em không? Lớn lớn. Lớn hơn Lớn à? vậy lớn. 50 không? 50 à? Là chị của ba em đó. Sao lại lộn xộn thế này ấy hả? Vậy là trước đây mẹ em có nói chuyện với ông Dượng này bao giờ Thì người nhà mà tại vì quen gì rồi phải về chơi nhà là phải có không? nói chuyện rồi, tại mình quen nhau trong nhà mình đâu có biết để ý đâu. Không ngờ được đúng không? Dạ. Thế là bây giờ em đã tìm đến nhà ông Dượng hay chưa? Đã tìm tới mấy lần không có thấy. Không thấy à? Dạ. Đi đâu mất tiêu luôn. Dạ. Các con ông Dượng hiện nay nó chia sẻ cái gì không? Dạ không. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Không Không nói gì hết. dạ. Vậy là mẹ em bỏ đi hôm đấy là có đem theo gì đi không? Có đem theo tiền Nhiều không em? mấy triệu à? Có vàng vòng trên người mẹ em đeo vàng không? Có cộng dây chuyền Lớn không? cỡ 2 chỉ gì vậy. Vậy đến giờ phút này gia đình em biết chính xác là ông Dượng này ông dắt đi rồi. Gọi là người nhà. Ông này là anh em với lại ba em hả? Không phải, ý là gì em đi làm rồi quen ổng ở ngoài rồi dắt về nhà, tới lúc về nhà cái quen lại mẹ em cái bỏ về em. Hay khổ. Em có gọi điện là cho ông hay không? Gọi điện mà ổng chặn số không à, rồi Chặn luôn à? ổng điện lại hăm dọa ba mẹ ba em ở đây nữa. Kỳ vậy? Các con của ông có biết chuyện này không em? Không, điện qua hỏi nhà ổng không có biết gì hết. Sao em không tới nhà để em tìm các con ông ấy để nói chuyện? Con ta giàu không có ở Nhà nhà. giàu lắm hả? Nhà giàu có hả? Nhà khá giả lắm hả? Cùng quê em luôn à? Trà Vinh mới Vĩnh Long sao không ạ? Rất xa. Nhưng mà trước đây là người ta có hay đến nhà em bao giờ Ông đó không? có, tại vì vì em đâu có nhà đâu, chỉ có nhà em rồi tên này nhất này kia Nhưng mà có hay thôi. đến không? Có Có nhậu với nhà em bao giờ không? ông đó không có nhậu, ông hút thuốc thôi. Ông hút thuốc không biết nhậu hả? Tướng tá ông ngon lành không? Tướng ta ông cao gáo trắng mà hơi ốm chút, Cao bằng anh không? Bằng anh không? bằng anh Ốm bằng anh không? ốm nữa, Ốm nữa? trắng da trắng. Da trắng. Da anh cũng trắng nè. Em thấy da anh trắng hay đen? Đúng chưa? Anh phơi nắng mà nó còn được cỡ này mà. Đúng chưa? Da anh cực trắng đấy. Lúc ngày xưa là anh mới 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 sinh ra là da anh trứng trắng như trứng gà bóc đó. Bây giờ là phơi nắng nhiều anh đen đó. Ba em có đen hay trắng? Ba em đen. Ôi, thế anh biết ngay. Anh nhìn em là anh thấy là ba em là có thể da giống như ba em đúng không? Đấy, anh nhìn màu da anh đoán ngay, biết ngay. Thế khổ thật. Vậy là mẹ em từ hôm đi giờ phút này không gọi điện về nhà. Em liên lạc người nhà em liên lạc không có ai Ôi gọi trời. điện hết. Em bây giờ em có thể gọi cho ba em được không? Dạ được. Em gọi em mở loa lớn anh nói chuyện. Được không? Dạ. Rồi không có sống ở Em đó cứ đưa cái sống. tấm hình Đâu này gọi em. gọi bằng Zalo á, à gọi bằng số điện thoại á. Không có sống ở đó, ba em Ba vùng em ở vùng nào mà cao không có sóng? ở vùng Bình Phước mà vô tới vùng sâu nữa. Em gọi thử xem. Lại không có sóng, khổ vậy. Anh nhìn em cũng hiền. Không có sóng rồi. Không có sóng rồi. Không có sóng rồi, Hồng ơi. Ba mẹ em có cùng quê Ba mẹ em gần không? qua nhà luôn, qua nhà mẹ em cỡ mấy mấy chục phút nữa. Vậy cả. Khổ quá. Cũng dàn dàn díu díu mập mờ này. Chết tôi rồi. Khổ quá. Tội nghiệp cho thằng em. Đấy là em đang gọi cho ai vậy? Dạ gọi cho anh bên mẹ em làm cũng làm chung À sát đấy luôn hả? Kế luôn. à, hay lên ồ nào rồi nhảy cái này kìa đích nè điện điện mạng đâu điện thoại bên cá nè không có màn thoại luôn nhảy ủ rồi ồ nhảy kìa nè
Alo. Tin Chào anh. Alo. Bà em tên gì? nghe nè, Dương Văn Khéo. Anh Khéo đúng không? Em bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương là anh Khéo. đúng rồi. Hôm nay là con trai anh về nên là nhờ các anh em đăng tải cái video của anh lên để tìm vợ đúng không? Sao mình không về đây anh? Sao sao mình không bỏ một ít thời gian mình về đây để anh em đăng lên luôn? Đang làm Đang bình làm. thường nè em. Rồi anh cho hỏi này, bà xã anh bỏ nhà đi lâu chưa? Đây là tháng 9. Tháng 9 năm 23 hả? Đúng rồi. Trước hai vợ chồng anh sống với nhau có hạnh phúc không? Phúc dữ lắm. Hạnh phúc dữ lắm hả? Mình có đánh vợ Đúng bao giờ? rồi. Mình có đánh vợ bao giờ không anh? Anh có Không. nhậu nhẹt gì không? Không, ít lắm. Ít nhậu Thuốc hả? không hút luôn. Thuốc không hút luôn Đúng hả? rồi. Ồ, vậy là Đúng tốt rồi. quá rồi. Vậy là anh đi làm hàng tháng mà anh có đưa tiền cho bà xã không? Trời ơi, giữ không á. Tôi không có giữ đâu. Bà xã giữ hết hả? Trời ơi. Vậy là bà xã anh có biết lý do tại sao bà xã anh bỏ nhà đi không? Mạng yếu. Mạng yếu hả? Alo. Alo. Mất liên lạc. Mạng yếu hả? Tắt luôn rồi phải không? Em gọi lại đi, để anh gọi lại nha. Mạng yếu chết. Khổ quá. Dạ mạng mạng yếu đúng không? Mạng kém đúng không anh? Đúng rồi, ở trên núi mạng yếu lắm anh ơi, thông Ồ. cảm giúp em. Anh trên núi hả? Đúng rồi, sóng Em. nhiều trên núi á. Vậy là sóng kém đúng rồi. Nó anh cho em hỏi này. Bà xã anh có biết lý do tại sao bà xã bỏ nhà đi không? Tại vì ông kia pha pha gia đình em anh ơi. Ông nào đấy? Cái ông mà đây đó, pha gia đình tôi mấy lần rồi. Ông ở lại gia đình mình mấy lần rồi hả? Đúng rồi. Anh có biết ông ấy tên gì không? Trần Hoàng Huy, ông Nguyễn Nguyễn Hoàng Huy. Nguyễn Hoàng Vy hả? Đúng rồi. Ông nhiêu tuổi đấy anh? Ông tầm năm mấy sáu chục. Ôi giời ơi, già vậy. Đúng rồi. Sao bà xã, thế bà xã anh nhiêu tuổi? Năm sinh 84. Ôi 84, 1984, tuổi Tý, tuổi con chuột, năm nay 40. Thế còn anh nhiêu tuổi? Tôi cũng năm sinh tuổi gà. Anh tuổi gà 81 đúng không? Đúng rồi. Tân Dậu. Ôi giời. Mà anh có thương vợ dữ không? Mà sao lại vợ này đi theo ông ấy? Gia đình mà không thương. Bà xã anh đi là có đem theo tiền bạc gì đi không? Tại vì cũng có qua rồi, rồi điện thoại lần này đi nữa. Ông kia phá này phá gia đình tôi á, phải không? Ông phá gia đình hả? Đúng rồi. Ông có tới gia đình mình mấy Tại lần vì rồi? ông trình công an mấy lần rồi. Ông có tới gia đình mình mấy lần rồi? Ông hồi đó là anh rể. Ôi giời ơi. Anh rể luôn, em dâu hả? Anh rể em Đúng dâu. rồi, mà không có biết nguồn gốc á. Mà không biết là nguồn gốc ông ở đâu hả? Anh rể thôi ha. Đúng, nguồn gốc ổng ở Vĩnh Long. Ồ, mình có nhậu với ông bao giờ không anh? Không. Vậy là ông ấy dụ vợ mình đi hả? Đúng rồi. Hôm nay ông tới nhà ông rước đi luôn hay sao anh? Ổng hình như có điện thoại á. Hai người điện thoại cho nhau hả? Đúng rồi. Ồ. Tôi không biết đâu, dù điện thoại ổng không à. Ồ. Vậy là bà xã anh Nghĩa là vẫn ổng muốn phá gia đình em á, đúng rồi. Bà xã anh là vẫn nói chuyện với ông ấy hả? Đúng rồi. Ồ, sao anh không biết à? Chứ tôi đang làm, tôi có để ý cái vụ đó. Ôi giời. Thế tối về là hai vợ chồng anh có ngủ chung không? Thì bình thường. Mình thấy cái tình cảm của vợ dành cho mình có nhiều không? Dành ít, lúc này dành ít lắm. Ôi giời, biết ngay, ít thôi. Vậy là có dấu hiệu là vợ anh là quen với ông già này rồi. Ủa anh dễ là Đúng sao? rồi. Anh rể. Vậy là ông anh ấy là lấy ai trong gia đình mình? Chị của anh hả? Đúng rồi. Chị ruột luôn hả? Đúng rồi. Ôi giời Ông ơi. á, ông thương đâu mà ông á, ông phá. Ôi giời ơi. Tại vì ông á, ông phá gia đình em tan nát luôn mà. Ôi giời, sao ông này ông già mà ông ăn tạp vậy? Thế sao mình không tìm đến nhà ông ấy để nói chuyện với vợ ông ấy? Ông thích ở nhà lắm. Thế bây giờ vợ ông đâu rồi? Bà chị đâu rồi? Mà chị đi rồi, mất rồi.
Bà chị cũng bỏ đi luôn hả? Đúng rồi. Bà thấy vậy là bà bỏ đi luôn à? Đúng rồi. Ôi chán thế, các cháu anh đâu? Các cháu còn thằng đứa lụm điều ở đây nè, thằng lớn đi chỗ đó đó. Thằng Chào lớn, anh nhé. thằng lớn là đi chung hả? À thằng lớn ở đây không, à đang nói là cháu của ông á, à là con của ông ấy á. Đúng rồi, con của tôi đó, lớn Không, đó đó. không, em đang nói Con là nhỏ con, đây nữa nè. em đang nói là con của cái có cái ông mà dụ vợ anh nhé. Không có đâu, không có con. Ông không có con à? Đúng rồi. Ôi giời, vậy là ông lại muốn lấy vợ anh để kiếm con rồi. Vậy là anh biết cái thông Ông tin mấy này. đời vợ rồi. Ông có mấy đời vợ luôn hả? Ông đi phá gia đình ta không hả? Ôi giời ơi. Vậy là anh biết được cái thông tin mà ông anh rể này, ông ấy dụ vợ anh đi lâu chưa? Biết được cái thông tin lâu chưa? Là sao anh cập nhật, nói sao nói lại thôi, Là không hiểu. có nghĩa là ông này ông đã dụ vợ mình đi mấy lần mà lâu chưa? Bao nhiêu thời gian rồi? Cũng hồi tháng 9 đó, tháng 9 năm 2023 đó. Là tháng 9 đến giờ phút này 5 6 tháng ha. Đúng rồi, À, rồi lại về nhà ăn Tết hết lần rồi, bây giờ đi dụ dỗ đi nữa. Ủa vậy là trước là vợ anh về một lần, đi một lần xong về rồi à? Đúng rồi. Trước đi đâu lâu không? Đi hết 3 tháng. Ui giời, ôi, đi với ông ấy à? Đúng rồi. Thế là về anh có đánh đập vợ không? Thế về vợ anh khai à? Vợ anh nói hết sự thật đúng không? Không có nói. Thế là sao anh biết? Tại vì ông kia nhắn tin lại, nói nhắn tin trong điện thoại tôi, nói tao phá gia đình mày cho bẻ luôn. Nhắn Ôi tin anh. rồi, Thì anh coi là anh rể, là anh rể họ hay là anh rể như thế nào? anh rể là cái anh đấy là lấy chị ruột của anh đúng không? Mạng kém, anh ấy lấy chị gái anh đúng không? Phải không? Đúng rồi. Dạ. Ồ, khổ vậy. Mà chị gái anh là bỏ nhà đi lâu chưa? Chị thấy như vậy bỏ nhà đi lâu chưa? Chị gái là đi đi làm. Đi làm ở đâu Đi rồi? làm ở Bình Dương á. Bình Dương hả? Làm cũng mấy năm trời rồi. Ồ. Giờ lấy chị lấy em luôn. Ôi trời ơi. Ê. Tại trong gia đình ở chung á, biết không? Ồ, thế chắc vợ anh. Đó chứ, mình đâu có biết cái vụ đó. Đúng rồi, mình không đâu có phòng được người nhà đâu. Đúng rồi. Ba Người nhà trong gia đình mà. đúng rồi, Mình đâu có biết chuyện đó xảy ra. bà xã anh ở ngoài nhìn có dễ thương không, có hiền không? Dạ. Bà xã anh bên ngoài là hiền, vợ anh ấy bên ngoài có hiền không? Hiền, hiền mà nó cái này thời lắm. Khờ lắm hả? Thế khờ bị ông già ông dụ rồi, ông già là ông yếu rồi mà sao để ông vẫn dụ được, giỏi vậy. Thế là hàng đêm là hai vợ chồng về vẫn ngủ với nhau, anh mà vợ vẫn ngủ với nhau đúng không? Đúng rồi. Thế. Còn có em đó, ở gần đó, đâu có gì đâu. Mình không đánh Tại cãi. vì là người ta muốn phá gia đình tôi cho tan nát, đúng không? Bây giờ nếu gặp được ông ấy thì bây giờ anh sẽ nói câu gì? Nếu gặp thì cho vợ tôi về nhà vậy đó. Anh có điều gì anh muốn gửi cho thông điệp cho ông ấy không, để ông ấy thả vợ anh không? Thì điện ổng chặn cuộc gọi rồi, tôi cũng nói đàng hoàng với ổng, nói chuyện gì cho gia đình tôi lại cho tròn hạnh phúc gia đình đi. Ổng bắt máy đâu, ổng chặn cuộc gọi rồi. Chặn cuộc gọi luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ anh có mong Hiện muốn tại ổng ở trong thành phố Bạc, trong Bình Dương vậy đó, không Bình có Dương biết. à? Rồi anh em sẽ tìm giúp. Bây giờ anh có mong muốn là vợ anh quay trở về với anh với các con Đúng không? rồi, chạy gì cho gia đình hạnh phúc á, chạy tại sự nghiệp hai đứa con nữa nè, mới kiếm tới anh mấy anh đó. Rồi được rồi, anh em giúp nhé. Được rồi, có gì điện thoại cho thuốc em nha. Rồi rồi được rồi, yên tâm này, có gì Thế anh thôi em. em ơi. Đây con đây, nói chuyện với ba này, nói đi. Alo. Giờ đi tủ đó. Con đặt nông có đá không? Giờ đi tủ đó, không chín tám năm đó. Không chín tám năm, điện mò rất bên mệt lý. Mấy ổ ổ cỏ nè, không chín tám năm. Chấm ai chẳng. Ơi. Bốn không ba. Ơi. Bốn không ba nè. Ơi. Bốn bảy năm. Ơi. Không chấp bao dung. Tội quá. Chính người nhà này dắt đi làm sao mà biết đằng nào mà chống được, đúng không? Sao lại ông anh dễ, sao lại ông Khổ đồi vậy. bại thế nhỉ? Mà ông này ông ấy dụ được nhiều người lắm rồi hả? Nhà mấy mấy người. Ê, mà ông dụ giỏi vậy sao ông đi chuyên đi dụ đàn bà? Có mấy thằng Mẹ em. mẹ em trước ở nhà khờ lắm hả? Hiền ha. Anh thấy ba em cũng thật tình mà. Vậy là hai vợ chồng ba mẹ em rất hạnh phúc ha. Em không thấy bao giờ cãi lộn chửi nhau bao giờ hả? Dạ không, tại vì nó nói là còn trong điện thoại em đấy nè, nó nói là nó phá tan nát luôn mà. Là cái ông Dượng đấy hả? Bây giờ nếu gặp được ông ấy thì em sẽ nói câu gì? Thì cũng giống ba em thôi, cho mẹ em về Em có thôi. tức giận không? Cũng có chứ. Giận ha.
Không có vì ông, nếu mà ông không 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 xuất hiện thì gia đình em rất hạnh phúc hả? Thì em đâu phải bỏ công bỏ việc đâu đúng không? Giờ em đang làm với ba em hay làm chỗ khác? Dạ làm chung ba em, nói chung là anh em trong nhà không à. À, toàn làm hết một chung một chỗ hả? Lương của em một tháng được nhiêu tiền em? Ở đó lụm ăn ký không à, À, ăn ký à? ăn sản Rồi cả phẩm. gia đình làm chung hết à? Dạ Tổng thu nhập một ngày và một tháng gia đình em nhiều không? nói chung điều chúng thì cũng được, còn điều ít thì Nhưng mà vất vả lắm à? dạ Mệt à? Ngày làm mấy tiếng em? từ ngày 6 giờ sáng ra tới 5 giờ chiều mới vô. Ôi giờ cũng mười mấy tiếng ha? Dạ Mệt ha? Trưa mày ăn cơm tại đó luôn hả? dạ tại mình tự ăn. À, tự nấu cơm ăn hả? Hay là mua cơm ngoài? Mua gạo mua này kia vô Ồ, tự trong nấu nhà. ăn. Ồ, vậy cũng đỡ cho nó rẻ ha. Mới nó ngon ha. Chứ mình ăn cơm hộp ở đâu có đảm bảo đúng không? Ồ, anh thấy như vậy rất tội. Vậy là từ hôm mẹ em đi giờ phút này mẹ em không gọi về nhà hả? Em có giận mẹ em Mẹ em tại ổng chứ mẹ có biết gì đâu. không? Ừ, thế khổ mà. Mẹ em ở nhà là có chửi em bao giờ Không, em có làm gì đâu. không? Đừng nhỏ giờ có làm gì sai đâu chửi. Em có thương mẹ không? Có chứ. Trong ba mấy mẹ em thương ai nhất? Nói thương nhiều thì không được, nói thương bằng đi. Thương bằng ha. Nghe em này rất hiền mà rất thật tình ha. Thôi hôm nay em về đây nhờ các anh em đây chia sẻ cái câu chuyện mà tìm mẹ. Anh cũng hy vọng là các anh em sẽ sớm tìm được thông tin chính thức mẹ em đang ở đâu để giúp mẹ em có cơ hội quay trở về với ba em và đặc biệt là với các em. Dù gì là các em cũng trưởng thành rồi nhưng mà không có gì bằng có mẹ, đúng không? Em có mong muốn là tìm mẹ sớm nhất không? Dạ có. Bây giờ anh mong em hãy gửi một điều gì đó nhắn gửi trên video này, bởi vì các anh em đang quay phim. Em nói rõ lên, đọc tên họ tên của ông nha. Ông hãy buông tha mẹ tôi ra, đọc tên ông nha, để mẹ tôi sớm trở về với anh em chúng tôi, về với ba tôi nói chuyện đi. Nói ra họ tên em không? Họ tên của ông luôn, em nói họ tên của ông á. Ông họ tên là gì? Ông mà tên Nguyễn Ngọc Minh Huy. Nguyễn Ngọc Minh Huy, hôm nay tôi nhắn gửi cho ông. Hôm nay tôi nhắn gửi cho ông là Ông hãy buông tha mẹ tôi ra. ông hãy buông tha cho mẹ tôi ra Ông đừng dụ để dỗ mẹ tôi nữa, để cho mẹ tôi quay trở về. đừng dụ dỗ mẹ tôi nữa để cho mẹ tôi quay trở về. Ông đã phá rất nhiều gia đình rồi. Ông phá rất nhiều gia đình rồi. Rồi, bây giờ thế này, anh em sẽ đăng tải video này nhá. Em có điều nào em muốn nhắn gửi cho mẹ em không? Mẹ em chắc chắn là sẽ xem video này. Em nói chuyện với mẹ em đi. Nhưng mà mẹ em xem thấy video này thì hãy liên lạc cho em để em nặng đi chở mẹ em về. Để em mong muốn em chở mẹ về. Nói chung là mẹ con thì đến giờ phút này dù chuyện sai đúng thì cũng lỡ rồi đúng không? Nhưng mà em cũng mong muốn được mẹ quay trở về là có ba. Nhưng mà liệu ba em có tha thứ cho mẹ em không? Tại vì giờ em ở chung rồi, có gì đâu, em cũng coi chứ. Em cũng nói chung là có chuyện gì thì em cũng can thiệp đúng không? Em không muốn là để cho ba mẹ gọi là chia tay nhau đúng không? Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em nhé. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và hy vọng là em gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống em nhé. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm mẹ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất Dạ cả trang mạng xã hội có. không? Đồng ý ha. Dạ. Rồi anh cảm ơn em rất nhiều nhé. Dạ kính thưa cô chú chị bạn, đây là một cái câu chuyện thực sự là rất tội nghiệp. Trong cái thời gian gần đây nhất thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và chia sẻ rất nhiều thông tin. Rất nhiều gia đình cho người lạ hoặc có thể cho bạn cho bè đến nhà mình nhậu. Và sau đó là hai bên là gù mến nhau và đã dụ vợ mình đi. Đây là tiếp tục cái câu chuyện tiếp theo. Đây gần như một cái câu chuyện là ở bên Tây Linh nhé. Là anh trai kia gọi là thấy một cái ông bạn ở ngoài đời rất khổ và dụ người ta đưa người ta về, gọi là hy vọng là để giúp người ta một phần cho ăn cho ở. Và hàng ngày trong cái quá trình mà làm việc ăn ở và người ta dụ vợ mình, đến giờ phút này dụ vợ đi luôn. Đó mà chính xác là đã đi mất tích rồi. Mà cùng một người vợ đi theo người đàn ông khác. Người đàn ông đó là chính là người thân của gia đình bên chồng. Đây là câu chuyện tiếp theo. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái đang lưu hình như trên thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Tam Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Đặc biệt là nếu em gái xem được video này thì hiện nay chồng và các con vô cùng rất thương yêu. Hy vọng em gái hãy sáng suốt để quay trở về cùng với chồng với các con của mình. Dạ cuối video cho phép công trần Gina thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào hẹn gặp lại.